Vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 2024, tức ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão, môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tưởng niệm lễ Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Thích Thanh Minh, Tổ Khai Sơn Thanh Minh Thiền Viện, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh và hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công. Hiện diện tại lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh cùng Chư Tôn Đức Chứng minh Phật giáo quận Phú Nhuận, Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Trung ương, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận và Sơn Môn miền Vĩnh Nghiêm đồng về dân hương tưởng niệm. Thể hiện sự trân trọng và ghi nhận về công đức đạo hạnh của Cố Hòa Thượng Viện Chủ Thanh Minh Thiền Viện khi còn tại thế, tại Giác Linh Đường, Chư Tôn Đức thành kính dân hương tưởng niệm và nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng Thích Thanh Minh được cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh. Theo đó, đạo tràng Thanh Minh Thiền Viện và môn đồ Pháp Quyến cũng đã thiết lễ trai tăng, dâng cúng dường hiện tiền Chư Tôn Đức chứng minh, hồi hướng công đức đến Giác Linh Cố Hòa Thượng ân sư. Tại đây, tăng chúng Thanh Minh Thiền Viện đã cung kính đảnh lễ tri ân công đức của Chư Tôn Đức hiện tiền chứng minh trong lễ tưởng niệm ngày viên tịch của ân sư. Hòa Thượng Pháp Tự Thích Thanh Minh, đạo hiệu Mật Giác, thế danh Nguyễn Văn Thổ, sinh năm 1928 tại thôn Bái Thượng, xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 1947, Hòa Thượng về chùa Cả, Thánh Ân Tự, thành phố Nam Định, xuất gia làm đệ tử Hòa Thượng Thích Tâm Đạo và được cho thọ giới Sa Di năm 1950. Năm 1954, Hòa Thượng được thụ giới tỳ kheo tại chùa Quán Sứ do Tổ Tố Liên làm đàn đầu Hòa Thượng. Sau khi thọ giới cụ túc, Hòa Thượng đã vào Sài Gòn học tại Phật học đường Nam Việt do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa giảng dạy. Để tạo điều kiện cho chư tăng cùng Phật tử có nơi tu học hành đạo, Hòa Thượng đã khuyến hóa Phật tử mua đất xây dựng chùa Giác Hoa tại quận Bình Thạnh năm 1956 và Thanh Minh Thiền Viện năm 1958. Năm 1960, Hòa Thượng đã cùng Chư Tôn Đức miền Bắc thành lập hệ phái Vĩnh Nghiêm, làm nơi cho tăng ni cùng đồng bào Phật tử từ ngoài Bắc di cư vào Nam. Sau ngày giải phóng năm 1975 đến cuối đời, Ngài là chứng minh của hệ phái Theravada tại Nam Việt. Hệ phái Phật giáo Vĩnh Nghiêm Bắc Việt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Phú Nhuận. Do niên cao lập trưởng, Hòa Thượng đã viên tịch tại Thanh Minh Thiền Viện vào hồi 20 giờ ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018, trụ thế 91 năm, hạ lạp 64 năm.